Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay mới giới thiệu bác một mẫu Touring Gian. Bên em mới về dòng Ran Escape. Dòng đây là một thương hiệu đến từ Gian. Và xe có thanh màu xanh tím than. Đây là một mẫu Touring đường phố Escape City. Vâng, và bây giờ xin đánh giá tổng thể xe. Vâng, trong thời gian vừa qua em đã đánh giá rất nhiều dòng Touring của dòng thương hiệu Gian rồi. Thì hôm nay bên em mới về được một chiếc Gian Escape mà được rất nhiều các bác ưa chuộng. Model Gian Escape 1 các nhá. Đây là mẫu Gian Escape 1. Đây có số 1 ở đây. Ở khung xe. Và xe làm từ hợp kim nhôm alloy X. Vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng thương hiệu đặc quyền của Gian. Đánh giá tổng thể của xe em đánh giá từ 85% đến 90%. Đây là một mẫu Touring khá là phổ thông bên em, có review rất nhiều trong thời gian vừa qua. Đây có một vài vết xây xước nhỏ trên khung xe, rất là nhỏ thôi, nhưng trong quá trình sử dụng thì không thể tránh khỏi được rồi. Nhưng tổng thể xe em thấy đánh giá cũng rất là đẹp lắm nhá. Xe có thông số size S. Cổ cốt ghi đông của chính hãng nguyên bản theo xe của chính hãng Gian. Tay lắm chính hãng của Gian, tay lắm cao su đúc bản to, cầm rất êm và chắc tay. Xe được sử dụng với bộ cấu hình R8, trang bị với 8 tầng lip. Chính hãng nguyên bản theo xe. Bên tay phải An cũng trang bị bộ cấu hình R8, 2 tầng đĩa. Phổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Càng xe còn cũng rất là đẹp luôn nhé. Đây là một màu xanh tím than. Xe mà trong thời gian em rất nhiều vì review rất nhiều thời gian vừa qua. Mayer chính hãng nguyên bản theo xe, Mayer của Gian. Mayer Gian đó nhé, nguyên bản theo xe. Vành nhôm hai lớp được phủ hơn một lớp sơn đen. Chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Lốp đen da. Kích thước lốp 700x32C. Cọc yên chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Yên chính hãng của Gian. Đây yên của Gian đây. Yên của rất là mới không nhá. Đây là một mẫu Touring mà bên em bán rất là chạy thời gian vừa qua. Một mẫu Touring của Gian Escape dòng City. Các bác có thể đi thể dục thể thao trên đường phố hoặc là những người công cộng, thể dục nhẹ nhàng lắm nhá, dành cho phù hợp với mọi lứa tuổi. Với cái màu sắc đặc trưng là màu xanh tím than, thích hợp các bác màu những các bác trùng trung niên. Xe sử dụng với củ đề Shimano Clarit, chính hãng nguyên bản theo xe. Gạt đĩa cũng của Shimano Clarit, chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với trang bị 8 tầng lip của Shimano, chính hãng Shimano nguyên bản theo xe. Và đằng sau xe được sử dụng với cặp Mayer chính hãng Gian Escape. Đấy, có thể thấy rõ còn nguyên bản theo xe. Vành Gian, vành hai lớp vành nhôm được phủ sơn đen, chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp can da 700x32C. Vâng, xe có thông số chiều size cao đứng của khung xe là size 47 đúng không nhá. Thích hợp các bác là từ 1m6 đến 1m7. Và đây là một dòng Gian size S. Đây, ký hiệu size S. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được sử dụng với củ đề Shimano Clarit chính hãng.
Lip chính hãng Shimano, 8 tầng lip, lên lip, xuống lip, chuyển động rất là mượt mà và chân chu, và hầu như không một lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Bên đây của bên đĩa là 2 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano Clarit, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất là bon lắm nhá. Đây là một dòng tua linh gian XKF CT khá phổ thông bên em, phù hợp với mọi lứa tuổi cho các bác đi thể thao. Xe đánh giá tổng thể từ 85-90% xe, còn rất là đẹp. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe gian tua linh XKF CT XKF 1 các bác nhá. Và xe có giá rất tốt bên em là 7,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.